Nó sẽ có ở câu số 11 ạ. Bỏ cái đoạn đánh võng đi, bỏ cái đoạn ethyl butyrate có mùi thơm của dứa là một trong những loại ester phổ biến nhất để sử dụng làm hương liệu, ví dụ cho bánh kẹo nước hoa kia. Cho 105g đây này. Cho 100 chữ T thì viết sai, T viết dài, butyric acid. Đấy. Butyric acid C3H7COOH. Phản ứng ethanol C2H5OH. Thấy chưa? Tạo thành ester là C3H7COOC2H5 cộng H2O. Ok chưa? Giờ mình tìm được số mol của butyric acid 105,6. 105,6. 105,6 chia phân tử khối ạ. 12 nhân 3 cộng 7. 12 nhân 3 cộng 7. Cộng cụm đằng sau là cộng cụm này là cụm 45. Bằng 1,2 mol. Thấy chưa? Thế còn số mol của ethanol. Số mol ethanol tính toán vất vả hơn tí xíu đấy. Số mol của ethanol thì tính toán vất vả hơn tí xíu đấy. Các bạn cùng xem để tính toán nhá. Thế bài cho D thì bạn lưu ý D thì bằng M chia V. Suy ra M bằng D nhân V. Trong đó D là khối lượng riêng. Trong đó D là khối lượng riêng. M là khối lượng. V là thể tích. Được chưa? Vậy ta sẽ có này. M bằng D, D là 0,8. Nhân V là 63,25. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được M. Nhá. 0,8. Nhân 63,25. Bằng 50,6. Đấy. Khối lượng của ethanol là 50,6. Ta tìm được số mol luôn. Chia 46. Bằng 1,1. 1,1. Ok chưa? 1,1 mol ethanol. Bây giờ biết lượng ester tạo thành là 96,976. Chúng ta tìm được số mol ester luôn. 96,976 chia cho bằng một đơn. C3H7 là 12 nhân 3 cộng 7 cộng 44 cộng 29 bằng. Đây số mol là 0,836. 0,836. Vậy hoàn toàn ta sẽ suy ra được số mol của argon phản ứng cũng là 0,836. Số mol của axit phản ứng cũng là 0,836. Và hiệu suất thì tính theo chất hết. Chất hết ở đây là giả sử 100% thì thằng CH5OH sẽ hết. Sẽ là 0,836 chia 1,1 nhân 100% bằng ạ. 0,836. 0,836 chia cho 1,1 nhân 100% bằng 76 nhá. Bằng 76%. Và đáp án chính xác của chúng ta là 76 các bạn. À. Quá dễ dàng, quá đơn giản đúng không các em?